Dạ em xin chào các chị. Dạ hôm nay em lên clip mới nhé, giới thiệu đến các chị nhà mình cái chất liệu lụa tay thi. Dạ thì hôm nay là em về được ba màu này các chị ha. Ba màu, đây là màu trắng kem các chị ha. Lụa tay thi thì cái dòng lụa này thì mình may áo dài. May áo dài được các chị ha. May áo dài nhưng mà nó không có cái độ co giãn nha các chị ha. Em báo rõ cho các chị nhà mình ha. Nó có cái ánh nhũ nè các chị, nó có cái ánh nhũ rất là đẹp luôn, rất là đẹp nha các chị ha. Dòng này mình mặc lên áo dài, lên nằm thiết kế áo sơ mi các chị ha, áo sơ mi, áo bà ba, áo kiểu rất là đẹp luôn các chị. Thì cái dòng này là dòng tơ các chị ha, thì mình giặt á, mình giặt là mình kỹ một chút xíu các chị ha, mình không có giặt máy giặt được nó sẽ dễ hư cái mình vải. Thì hôm nay em về được cái màu trắng kem nè các chị, màu trắng kem ha, với cái màu vàng nè các chị ha, màu vàng rất là nhẹ luôn các chị, màu vàng nhẹ nha, màu vàng mía các chị, màu vàng mía nhưng mà nó đậm nha các chị ha. Đây là màu xanh nu đây các chị, ánh nhũ lên rất là đẹp luôn. Dòng này mình lên áo dài là rất là đẹp các chị ha, rất là thước tha, mình lên đầm thiết kế cũng rất là đẹp nha các chị nha. Dạ riêng cái dòng riêng cái màu vàng này các chị, nó cũng có ánh nhũ nhưng mà nó là một dòng lụa tay thi hai da các chị, nó hơi dày dặn hơn nha các chị nha. Em báo rõ cho các chị nha mình, cái màu vàng này thì nó cũng là lụa tay thi nhưng mà nó là chất vải của nó là hai da. Em bán với giá là 100.000 dài 2 mét các chị ha, 100.000 dài 2 mét, khổ 1 mét rưỡi thôi các chị. Khổ 1 mét rưỡi nha các chị nha. Đây là dòng lụa tay thi. Dòng lụa tay thi để các chị, nó có cái ánh nhũ nè, nó có cái ánh nhũ rất là đẹp. Mình dòng này thì mình lên áo dài là cực kỳ sang luôn các chị nha, cực kỳ sang luôn. Riêng cái màu vàng này là dòng lụa tay thi hai da cho nên cái chất vải của nó rất là nó dày dặn hơn các chị ha, nó dày dặn hơn. Các chị như mình có mua cái dòng lụa tay thi này bên em rồi á, thì cái đợt trước á thì hai cái màu này, màu trắng kem với cái màu xanh ghi này nó bồng bềnh các chị, nó bồng bềnh, nó nhẹ và nó không có độ co giãn nha các chị nha. Em báo trước, em báo rõ cho các chị nhà mình ha. Dòng lụa tay thi này thì chất liệu của nó may lên đồ là rất là sang, mặc rất là sang luôn các chị, may đậm thiết kế nha, áo dài. Dạ thì em có hôm nay thì em về được ba màu này các chị ha. Các chị nhà mình thích mẫu nào, màu nào các chị nhà mình liên hệ với em các chị ha. Dạ em báo lại là cái dòng màu vàng này nè các chị, màu vàng này nó là một dòng của lụa tay thi nhưng mà nó là hai da, chất vải của nó rất dày dặn hơn, dày dặn hơn hai cái màu trắng và màu xanh ghi các chị ha. Dạ thì một khúc vải là dài 2 mét, khổ 1 mét, khổ 1 mét rưỡi các chị, dài 2 mét, khổ 1 mét rưỡi ha. 100.000 một khúc vải dài 2 mét, khổ 1 mét rưỡi. Các chị nhà mình lấy từ 2 khúc thì em sẽ bao ship cho các chị nhà mình ha. Tất cả các em báo giá rõ và kích thước, báo giá rõ cho các chị nhà mình trên mỗi clip luôn các chị ha. Thì càng thì mình chỉ áp dụng vô đó thì mình mua thôi, thì mình lên đơn thôi các chị ha. Dạ em cảm ơn các chị nhà mình đã xem video, hẹn gặp lại các chị nhà mình ở video tiếp theo nha. Hôm nay thì em nhận đơn thì ngày sáng ngày mai là em đi đơn sớm nha các chị ha. Dạ em cảm ơn các chị nhà mình rất là nhiều ạ. Dạ xin chào và hẹn gặp lại các chị nhà mình ở video tiếp theo nha.